du lịch là hành trình khám phá, văn hóa là nội lực trường tồn. Sau 10 năm xây dựng, tháng 10 năm 2009 và qua 2 năm chính thức đi vào hoạt động, ngày 23 tháng 12 năm 2017, đến nay, khu du lịch văn hóa Phương Nam đã đạt 3 kỷ lục Việt Nam. 1. Nam Phương Linh Từ. Đền thờ đầu tiên thờ các vị danh nhân có công trong quá trình khai mở, gìn giữ và làm rạng danh đất Phương Nam. Hai, Nam Phương Linh Từ, đền thờ có nhiều tượng đồng danh nhân lớn nhất về các nhân vật có công thời khai mở đất Phương Nam. Ba, chiếc trống độc mộc bằng gỗ sến lớn nhất Việt Nam. Năm 2019 vừa qua, với sự nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, làm hài lòng hơn du khách gần xa khi đến tham quan, trải nghiệm và thư giãn tại khu du lịch văn hóa Phương Nam. Vinh dự được bình chọn là đơn vị đã có hoạt động góp phần, tạo nên một trong 10 sự kiện nổi bật của tỉnh Đồng Tháp năm 2019. Được Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long công nhận là khu du lịch tiêu biểu trong năm. Đồng thời được nhiều tổ chức, cơ quan báo chí, truyền thông, cơ quan quản lý du lịch và người tiêu dùng bình chọn, tôn vinh khu du lịch văn hóa Phương Nam nhiều danh hiệu cao quý như được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Tháp khen thưởng có nhiều thành tích đóng góp phát triển du lịch tỉnh nhà. Hiệp hội Thông tin Công nghiệp Châu Á AIPA và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Châu Á bầu chọn là đơn vị đạt thương hiệu top 10 điểm đến chất lượng châu Á. Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam vinh danh đạt top 50 thương hiệu vàng năm 2019. Báo Du lịch Việt Nam khảo sát và vinh danh điểm đến hấp dẫn, chất lượng và uy tín được yêu thích nhất do du khách bình chọn Traveler's Best Choice Award 2019. Được tạp chí Việt Nam hội nhập vinh danh, khu du lịch văn hóa Phương Nam là thương hiệu tiêu biểu Việt Nam hội nhập năm 2019. Đó là niềm vui, niềm tự hào rất lớn. Vì với thời gian ra đời chưa lâu của khu du lịch văn hóa Phương Nam, nhưng được ghi nhận là đã có những đóng góp nhất định vào sự phát triển du lịch của tỉnh nhà, du lịch trong khu vực và được du khách cả nước biết đến. Để làm hài lòng nhu cầu tham quan, trải nghiệm và thư giãn của du khách ngày càng tốt hơn, khu du lịch văn hóa Phương Nam vừa bảo tồn, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời luôn bổ sung, cập nhật sản phẩm, dịch vụ du lịch phong phú, hấp dẫn, sinh động hơn. Đó chính là định hướng tập trung đầu tư phát triển, là giải pháp nỗ lực nhằm nâng cao vị thế và nâng tầm chất lượng phục vụ của khu du lịch văn hóa Phương Nam. Vườn cây vượt thời gian với những gốc cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Con đường nón lá dài 400m, rộng 8m, treo hơn 7.200 chiếc nón và đòn bánh tét mẹ dài 6m, đường kính 2m, ôm gọn 2020 đòn bánh tét con. Cả hai đăng ký đạt kỷ lục Việt Nam. Vườn hoa sân cảnh với nhiều loại kỳ hoa dị thảo đầy hương sắc, có cả thiên kiều. Chiếc cầu cất bước lên thiên đàng với bao ước nguyện của năm thanh tử tú và của cả mọi người. Công viên nước, nơi hồ nước xanh ngát để khuây khỏa tắm mát vui chơi, hay vào trượt ống hình tròn uống lượng hoặc rướn mình trong cầu trượt tạo cảm giác mạnh trên cao rồi cùng nhau thỏa thích với những làn sóng vỗ về xôn xao của biển xanh thu hẹp. Đó là những dịch vụ, sản phẩm, sân chơi mới chào xuân Canh Tí năm 2020. Tết này, đến tham quan, trải nghiệm và thư giãn tại khu du lịch văn hóa Phương Nam chắc chắn sẽ là một cuộc hành trình khám phá văn hóa Phương Nam. Địa chỉ: xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, cách cầu Cao Lãnh 4km, trên đường nối hai cầu Cao Lãnh và Vàm Cống. Điện thoại: 0277 388 2727.
0913 492 727.